Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Audio. Cuối tập trước, nhờ có Thượng quan Hi Nhi xuất thủ ngăn lại phệ thiên ma chủ, thì Ma Linh mới có thời gian để gia tăng phong ấn mà tổ ma huyết kinh tạo thành. Theo phong ấn được củng cố, thì ma khí trên thân phệ thiên ma chủ liên tục tản mắt ra, những khí tức này đều bị tổ ma huyết kinh thu nhận, đến cuối cùng thì hóa thành từng đạo nhàn nhạt hồng mang, dung nhập vào trong cơ thể của Ma Linh. Theo từng đạo hắc sắc hồng mang dung nhập vào trong thân thể, thì khí tức trên thân Ma Linh cũng chậm rãi đề thăng một vần sáng màu đỏ cũng theo đó mà hiện lên, đem hắn bảo hộ ở bên trong, trông giống như là đang lột xác vậy. Không chỉ có mỗi ma linh, mà ngay cả thượng quan hy nhi trên thân cũng sáng lên nhẹ nhẹ huyết quang, dễ nhận thấy hai người này đang phân chia bổ nguyên ma lực của vệ thiên ma chủ. Ở dưới phong ấn trấn áp, vệ thiên ma chủ vừa xuất thủ đối phó với thượng quan hy nhi, vừa kịch liệt dãy dụa để bổ nguyên ma lực của mình không bị thôn phệ. Thế nhưng, trên người hắn vẫn không ngừng tản mắt ra từng đạo hát sát khí tức, mà những khí tức này vừa tản mắt ra, thì liền bị tổ ma huyết kinh dung hợp ngay, cuối cùng hóa thành tinh thuần năng lượng truyền lại cho ma linh và thượng quan hi nhi đứng ở bên ngoài quan sát lão nguyên đột nhiên truyền âm cho tần trần nói tần trần tiểu tử hai người này muốn lợi dụng tổ ma huyết kinh để thôn phệ bổ nguyên ma lực của vệ thiên ma chủ để cho bản thân đột phá đến thánh cảnh mặc dù tỷ lệ thành công chỉ có 4 đến năm thành cho dù hai người này không thể đột phá thánh cảnh thế nhưng ít nhất cũng để cho tu vi của hai người này tiếp cận đến thánh cảnh đến lúc đó chúng ta đều không trốn được bất quá hai người này muốn luyện hóa vệ thiên ma chủ có lẽ cũng không đơn giản như vậy nghe lão nguyên nói vậy, ánh mắt Tần Trần lóe lên một tia lãnh mang lên tiếng. Nếu là như thế, thì trước tiên cứ để bọn họ đánh nhau đến người chết ta sống rồi tính tiếp. Nói dứt lời, hắn liền quay đầu nhìn sang phía Thượng Quan Cổ Phong, thân hình thoát một cái lao tới luôn. Mà đám người Cực Kính Đang Đế khi thấy hành động này của Tần Trần thì tức khắc sửng sốt, vội vàng lên tiếng quát lớn: Trần Thanh, ngươi muốn làm gì? Thế nhưng Tần Trần lại không có lên tiếng trả lời, mà lại ngoảnh mặt làm ngơ, thân hình cũng không có dừng lại, vẫn tiếp tục lao đến Thượng Quan Cổ Phong. Cực Kính Đang Đế thấy vậy thì tức giận không thôi tại thời khắc mấu chốt này mà tần trần lại muốn tìm tới thượng quan cổ phong thật đúng là không hiểu chuyện thế nhưng lúc này vì cũng không có cách làm nào khác nên cực kính đăng đế liền lớn tiếng quát nếu đã như vậy tất cả mọi người theo ta ngăn cản lại tên dị ma tộc kia quyết không thể để cho bọn họ đạt được mục đích nói dứt lời cực kính đăng đế liền dẫn đầu đám người xông lên hướng phía ma linh xuất thủ đánh tới đối mặt với công kích của đám người cực kính đăng đế đánh tới sắc mặt ma linh vẫn bình thẳng như trước hắn hừ lạnh một tiếng một vệt sáng màu máu ở trên người đột nhiên sáng lên tức khắc Tổ ma huyết kinh quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo hộ tráo, đem hắn bao vây ở bên trong. Ngay khi hộ tráo này vừa được hình thành, thì công kích của đám người cực kính đan đế cũng đánh tới, ầm ầm nện lên hộ tráo này, thế nhưng cũng không thể nào đem hộ tráo phá vỡ được. Ma Linh thấy vậy thì cười kiệt kiệt mấy tiếng rồi vung tay lên, tức khắc, một cổ lực lượng kinh người từ trong tổ ma huyết kinh bạo phát ra, đem đám người cực kính đan đế trấn cho thổ huyết bay ngược ra ngoài, sắc mặt cũng theo đó mà trở nên tái nhợt. Ổn định lại thân hình, cả đám cũng không có tiếp tục công kích Ma Linh nữa mà liền chạy tới cửa đại điện điên cuồng tấn công thông đạo muốn thoát khỏi nơi đây giờ phút này mấy người cực kính đan đế đã triệt để tuyệt vọng nếu hiện tại còn không nhanh chóng rời khỏi nơi đây đợi đến khi đám người thượng quan hy nhi rảnh tay thì tất cả bọn họ đều khó thoát khỏi cái chết về phía tầng trần lúc này hắn cũng đã lao tới trước người thượng quan cổ phong nhìn lão bà trước mặt khóe miệng hắn hiện lên nụ cười lạnh giễu cợt nói lão vu bà chúng ta lại gặp nhau tiểu tử thối ngươi lại còn dám tìm tới cửa trước đây đánh lén phiêu miểu cung giết đi dị hồn sư rồi cứu phó càng khôn ra chắc hẳn là ngươi đi đường đường là đỉnh phong võ đế cao thủ vậy mà khi trước lại bắt một cái vãn bối của phiêu miễu cung ta làm con tin thật đúng là xấu hổ nghe mấy lời này của thượng quan cổ phong từng trần cũng không có lên tiếng trả lời căn bản hắn cũng không muốn đi giải thích về mấy chuyện đó làm gì khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh bán nguyệt cổ kiếm liền vung lên một đoàn lôi quang bạo dũng đi ra chậm rãi ngưng tụ thành một tia xét trên thân kiếm sẵn sàng để phát động công kích đánh tới thượng quan cổ phong cũng đúng lúc đó phó càng khôn ở một bên lao tới quát lớn trần thiếu ta tới giúp ngươi chứng kiến phó càng khôn lao tới đây làm thượng quan cổ phong sắc mặt đại biến khi trước nhìn thấy từng trần có thể đã thương thượng quan hi nhi mà bây giờ lại có thêm phó càng khôn trợ giúp một mình nàng phải đối đầu với hai cao thủ như này thì không chết cũng phải trọng thương tức khắc liền lớn tiếng quát thôn thiên ma quân mau ngăn hắn lại thôn thiên ma quân nghe vậy thì trên mặt có chút do dự bởi vì hiện tại hắn đã hoàn toàn mộng bức tất cả mọi chuyện phát sinh trong cung điện này làm hắn sinh ra nghi ngờ với tất cả mọi người xung quanh thấy thôn thiên ma quân vẫn lưỡng lự không xuất thủ như thế làm thượng quan cổ phong tức giận quát lớn thôn thiên ma quân ngươi chẳng lẽ còn muốn cứu ra người lão tổ kia nữa sao hắn căn bản chỉ coi ngươi là đồ thay thế nếu như hắn thoát khốn thì ngươi chắc chắn không có cách nào sống sót ra ngoài chỉ có đi theo chúng ta thì ngươi mới có một chút hy vọng sống nghe xong mấy lời này thôn thiên ma quân cũng cắn răng làm ra quyết định cả người bộc phát ma khí lao ra ngăn cản lại phó càng khôn lúc này thấy phó càng khôn bị thôn thiên ma quân cản lại thì thượng quan cổ phong mới thở vào một hơi từng trần thấy vậy thì cười khinh thường nói giết ngươi chỉ cần một mình ta là đủ dứt lời tần trần liền thi triển ra không gian lôi vực của bản thân kết hợp với lực lượng mà lão nguyên quán thâu làm cho thực lực của hắn cơ hồ tăng vọt bán nguyệt cổ kiếm trong tay liền hướng thẳng đỉnh đầu thượng quan cổ phong trực tiếp chém tới đối mặt với một kiếm của tần trần chém tới trong lòng thượng quan cổ phong sinh ra cảm giác mãnh liệt nguy cơ vội vàng thôi động nguyên thủy chuông bảo vệ đỉnh đầu của mình ngay khi nguyên thủy chuông vừa hiện lên đem thượng quan cổ phong bảo vệ ở bên trong thì lúc này kiếm quan của tần trần cũng chém tới kinh khủng tiếng nổ liền vang lên thiên địa trong nháy mắt sụp đổ ở bên trong nguyên thủy chuông thân thể của thượng quan cổ phong bị chấn động đến cả người rạn nứt trực tiếp phun ra một nguồn tinh huyết thế nhưng nàng vẫn tự tử chống đỡ nguyên thủy chuông và nàng ngăn cản lại trùng kích của đạo kiếm quan này trong thế thượng quan cổ phong lại có thể ngăn được một kích của bản thân đã được lão nguyên gia tăng lực lượng làm từng trần có chút giật mình cho dù là thượng quan hi nhi nếu cứng rắn ngạnh kháng một kích này thì chắc chắn cũng sẽ thụ thương thế mà thượng quan cổ phong chỉ dựa vào nguyên thủy chuông lại có thể ngăn cản được bất quá từng trần cũng không tin mụ già này có thể tiếp tục kiên trì được nữa bởi vì để thôi động nguyên thủy chuông thì cần phải tiêu hao lượng lớn chân nguyên nghĩ đến đây tần trần cũng không tiếp tục công kích nữa tay trái bày ra từng đạo thủ quyết theo đó từng nét vẽ bùa chú từ trong tay hắn bay ra rơi lên trên nguyên thủy chuông ngay khi mấy đạo bùa chú này vừa rơi xuống liền khiến cho con ngươi của thượng quan cổ phong bỗng dưng trợn tròn trên mặt hiện rõ kinh sợ bởi vì nàng cảm nhận được tần trần đang tranh giành quyền khống chế nguyên thủy chuông với mình phải biết rằng nguyên thủy chuông này đã được nàng tế luyện đừng nói là một tiểu tử như tần trần mà ngay cả nửa bước thánh cảnh như thượng quan hy nhi cũng đừng nghĩ có thể mạnh mẽ cướp đoạt quyền khống chế nguyên thủy chung từ nàng thế nhưng không hiểu sao tần trần lại có thể làm được điều này trong nhất thời làm cho thượng quan cổ phong sợ đến vỡ mật mặt không còn chút máu thất thanh hô lớn Hi nhi cứu ta không ai có thể cứu được ngươi đâu nói ra lời này tần trần càng đẩy nhanh quá trình chiếm lấy quyền khống chế nguyên thủy chung hơn vật này chính là năm đó hắn đoạt được đối với kết cấu cùng cấm chế bên trong còn quen thuộc hơn thượng quan cổ phong rất nhiều thế nên mới có thể trực tiếp tiến hành cướp đoạt như vậy. Mà lúc này ở một bên, nghe được thanh âm cầu cứu của Thượng quan Cổ Phong, làm trong lòng Hi Nhi vừa giận vừa sợ. Với tính cách của nàng, đương nhiên sẽ không quan tâm đến tính mệnh của bất kỳ ai, thế nhưng, Thượng quan Cổ Phong dù sao cũng là cô cô của nàng, nên nàng cũng không thể mắc mở trừng trừng nhìn cô cô của mình đi chết như vậy được, tức khắc liền lớn tiếng quát, "Ma Linh, mau tăng nhanh luyện hóa." Được. Cắn chặt răng nói ra được một chữ này, cả người Ma Linh bộc phát ra ngập trời ma khí, hắn cũng là đang liều mạng ngăn cản lại phản kháng của phệ thiên ma chủ không dám giữ lại thực lực về phía phệ thiên ma chủ cảm nhận được lực thôn phệ ngày càng mãnh liệt làm hắn cũng bất chấp tất cả tức giận quát lớn đám người ti tiện các ngươi thật sự cho rằng bản ma chủ vô kế khả thi sao nói dứt lời vệ thiên ma chủ liền gầm lên một tiếng trực tiếp phun ra một ngụm máu đen trong nháy mắt liền hóa thành một đạo quỷ dị phức tạp phù văn ngay khi đạo phù văn này hiện lên ánh mắt của vệ thiên ma chủ liền trở nên thành kính hướng hư không quỳ bái lên tiếng vĩ đại uyên ma chi chủ hôm nay ta hiến tế huyết mạch sinh mệnh của tộc ta cầu xin uyên ma chi chủ đại nhân hàng lâm ngay khi vừa nói dứt lời từng chữ cổ trên thân phệ thiên ma chủ đột nhiên nở rộ ma quang, đem luyện hóa lực của tổ ma huyết kinh triệt để ngăn trở lại thượng quan Hi nhi thấy vậy thì liền đánh ra một chữ lên trên thân của phệ thiên ma chủ thế nhưng lại bị chữ cổ trên thân của hắn ngăn lại đồng thời có một tia bổ nguyên ma khí từ trong thân thể của phệ thiên ma chủ bay lên dung nhập vào trong hư không trong khi đám người còn đang không hiểu phệ thiên ma chủ này muốn làm gì thì đúng lúc đó một tiếng hét thảm liền vang lên khi mọi người quay đầu nhìn sang thì đã thấy từng tia bổ nguyên ma khí dung nhập vào trong thân thể của thôn Thiên Ma quân, làm cho tu vi của tên này lấy tốc độ kinh người tăng lên, chỉ trong ngắn ngủi nửa khắc thời gian, vậy mà khí tức trên thân thôn Thiên Ma quân đã siêu việt tất cả mọi người trên sân. Trên mặt hiện rõ khiếp sợ nhìn tu vi của bản thân cấp tốc tăng lên như thế, thanh âm tràn đầy nghi hoặc của thôn Thiên Ma quân liền vang lên nói, "Ta đây là bị làm sao, tại sao tu vi Ma quân lại triệt để khôi phục như thế?" Thế nhưng ngay khi vừa nói dứt lời, thì thôn Thiên Ma quân lại đột nhiên hét thảm một tiếng, bởi vì hắn cảm nhận được tinh huyết và sinh mệnh lực của mình đang thiêu đốt bị không gian nơi đây thôn phệ trong hoảng sợ hắn liều mạng dãy dụa thế nhưng cũng không giải quyết được vấn đề thân thể hắn vẫn từng chút một thiêu đốt rồi biến mất trong hư không vệ thiên ma chủ thấy vậy thì cười như điên lớn tiếng nói hậu bối nếu ngươi đã đến thì liền thay bản ma chủ hiến thân đi có thể đem tính mạng của mình dâng cho uyên ma đại nhân đó chính là vinh hạnh của ngươi theo thân hình liên tục biến mất ánh mắt tràn đầy hoảng sợ của thôn thiên ma quân nhìn chằm chằm vệ thiên ma chủ lúc này hắn mới hiểu tại sao khi trước thoát khốn lão tổ lại vỗ vỗ bản thân mình, đồng thời lại có một dòng nước ấm tràn vào cơ thể. Cái này căn bản không phải là giúp mình nâng cao tu vi, mà là trong bí mật gian lận, tìm người chết thay. Thế nhưng khi minh bạch được điều này, thì thân thể của thôn thiên ma quân cũng triệt để hôi phi yên diệt, hóa thành hư vô. Và sau đó một khắc, một cổ khí tức hồng hoang liền hàng lâm xuống, đem phong ấn mà tổ ma huyết kinh tạo thành trong nháy mắt trấn cho vỡ vụn. Ngay cả không gian lôi vực của tầng trần cũng bị sụp đổ dưới cổ hơi thở này, rồi một cổ cùng cuộn ma uy cũng theo đó mà hàng lâm xuống đại điện, đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi để biết nhân vật thần bí sắp xuất hiện là ai thì hẹn gặp mọi người trong tập sau nhé